Người phụ nữ nhận được điện thoại từ số lạ giới thiệu là nhân viên của Mobifone hỗ trợ chuyển mạng SIM 4G. Người phụ nữ đã làm theo hướng dẫn của người lạ. Sau đó phát hiện 346 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng bị mất. Và kết nối lại số điện thoại gọi đến trước đó thì không thể kết nối được. Sau khi sao kê, số tiền 346 triệu đồng bị mất đã bị chiếm đoạt và chuyển cho một người có tài khoản tại ngân hàng MP Bank trong hai lần. Lần thứ nhất 300 triệu đồng và lần thứ hai chuyển 46 triệu đồng. Nạn nhân đã đến công an phường 14 quận Gò Vấp để trình báo vụ việc. Chiêu trò chiếm đoạt tài sản bằng việc giả danh nhà mạng rồi gọi điện để nâng cấp SIM cho khách hàng không mới, nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân bị lừa đảo. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng. Trong trường hợp khi phát hiện thẻ SIM điện thoại của mình bị vô hiệu hóa, người tiêu dùng nên liên hệ ngay với tổng đài của nhà mạng để yêu cầu khóa thẻ SIM nhằm ngăn ngừa hoặc là giảm thiểu rủi ro kẻ gian sử dụng quyền kiểm soát SIM, nhận mã OTP hòng chiếm đoạt tiền của người tiêu dùng thông qua các giao dịch trực tuyến.